rất nhiều mẫu lồng. Như hôm nay sẽ quay chi tiết cho các bác về xem một cái mẫu lồng bắt quái 29 khung. Bởi vì đây cũng là yêu cầu của các bác nhé. Bác nào đã xem tới xưởng lưới của bên em các bác biết rồi, với hàng trăm hàng nghìn bao lưới, nhưng đã là lưới của em nhà em thì sẽ là lưới hàng đặt đây. Các bác nhìn cái đường may kỹ thuật này. Đấy, đường may kỹ thuật như này nha, em quay rất chi là chi tiết. Và với lưới xanh mắt 2 ly này, các bác anh nhìn này, lỗ sẽ là lỗ so le, vào không có lối ra. Bao nhiêu tôm tép vào đây thì đều là chất lượng luôn đấy các bác anh nhá, không bao giờ có lối ra luôn. Đấy, về em quay cho các bác về cái đầu lưới thì lưới nhà em như thế này này các bác anh này. Không bay, không xù, không nhão và là một loại lưới cực kỳ là dày luôn nhá. Đấy, khi các bác mà sử dụng cái 29 khung, tổng thể của nó sẽ là 7 mét cả đuôi. Mắt là mắt 2 ly. Và lưới thì mình sẽ lắm gọn một cái lắm lưới và cho các bác xem cái độ dày của cái lưới này nó như thế nào. Đấy, cái độ dày của nó như thế nào các bác anh nhé. Còn về khung thì các bác nhà mình không phải lo. Đây là một cái dòng khung cứng, khung 30 cách nhau 20 và cao là 20. Đấy, các bác có thể mua 19cm hoặc là 15, 24, 21, 29 khung. Em đều có, loại nào cũng có. Và để tư vấn kỹ càng tới kho lưới của bên em thì các bác hãy gọi điện trực tiếp đến đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Đấy, còn bên em thì sẽ có cả lồng cua, lồng cá này. Như các bác nhìn đây là những cái mẫu lồng lò xo cá. Đây, đây, lồng đấy là lồng tôm. Các bác này, lồng tôm, lồng cua. Lồng cua thì nhà em một ngày làm cả nghìn cái luôn. Cho các bác xem cái lồng cua riêng đi. Đấy, đây là lồng cua một queen nhé. Em có cả lồng cua 2 queen là cỡ lớn đây này các bác này. Nếu như các bác đi đánh cá ra ghẹ biển, sắp sửa đến mùa cá ra rồi, thì với những cái mẫu lồng cỡ lớn này thì đây là một cái em bán cực kỳ là nhiều. Và để mà nói chất lưới thì các bác cứ đi tìm cả đất nước Việt Nam, chắc chắn là chỉ tìm đến bên Thảo mới có cái chất lưới to và đẹp và bền như này nhá. Đấy, ở ví dụ như hạ xuống là nó dài 70 và rộng là sẽ là tương đối là rộng đấy các bác anh ạ. Đây các bác nhìn đây là 2 khuy. Còn đây là 1 khuy nhá, báo giá luôn với các anh. Nếu mà để gọi là lồng lưới đẹp này thì cái 2 khuy sẽ là 60, còn cái 1 khuy sẽ là 50. Mua từ 10 cái là em miễn phí ship hoàn toàn rồi. Còn lồng lò xo thì em đang có kích thước từ 25, 45 cho tới 30, 60 tới cả 1 mét cũng có nhá. Đây là lồng lò xo, bắt cá ngược, cá xuôi, bắt tôm, cua, ốc ếch đều được hết này. Đấy, thu gọn vào như này nhá, cái này 40, 80. Còn cái nhỏ này là 30, 60. Đấy, đều có móc khóa để giữ nhá. Đấy, các bác thấy không? Nó phải cứng lồng, đứng lồng như vậy thì mới gọi là những cái mẫu xịn. Mình cho đứng lên cho các bác xem. Cái này ví dụ như em đang bán cái này là 50.000 đồng một cái đẹp này, cứng như này. Còn có loại 40.000 đồng một cái nó sẽ nhỏ hơn nhá, có đủ loại luôn. Thế thì video ngắn này bác nào mà xem được mà đang có nhu cầu nhớ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại trên nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của em để những video sau đây này nhé. Em còn có lưới mắt một ly đánh biển này. Thì hẹn các bác video sau em sẽ làm về cái mẫu lưới mắt đánh biển một phân cỡ lớn này nha các bác anh nhé. To đùng luôn, lưới thì là lưới đúc luôn. Đấy, cái này là mắt khung của nó là khung 20 này. Khung của nó khung 50 đây các bác ạ. Cách nhau là 40, 50, 40. Cao của nó thì cao 30. Đấy, đây cái này là to. Thì hẹn video sau em sẽ lên cái này cho các bác xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh của em để xem rất nhiều được mẫu lồng lưới hay. Cảm ơn các bác nha.